Chị ơi, chị có bán con chó nào nhỏ hoài không lớn không? Em muốn mua một con. Ok, đó là những dòng chó thuộc size T cấp nha các bạn. Và hôm nay shop mình vừa có một bầy bún đỏ size T cấp luôn nè. Bầy này của mình có hai bé. Bé đầu tiên là bé đực nè các bạn. Mặt tròn, phơm lông rất là dày luôn. Còn đây là bé cái nha các bạn. Bé cái thì dáng nó mini hơn, lông cũng rất là dày nha. Hai bé bún đỏ này của mình nó là được gần 3 tháng rồi đấy nha các bạn. Mà các bạn thấy không? Các bé nó bé xíu à, chân lùn tịt rất là lanh lợi và dễ thương luôn. Tụi nó đang chạy lăng xăng quậy phá shop mình nè các bạn. Còn về vấn đề ăn uống của hai bé thì hiện tại mình đang cho hai bé ăn hạt mềm. Loại hạt này thì rất là dễ sử dụng. Khi đến giờ ăn thì các bạn chỉ cần múc một muỗng hạt và cho các bé ăn thôi, không có cần phải ngâm như các loại hạt khác. Nè các bạn thấy không, nó ăn rất là nhanh luôn, sạch chén luôn nè. Còn đây là hai cuốn sổ sức khỏe của hai bé này nè các bạn. Đây là sổ của bé cái. Trong sổ có ghi thông tin đầy đủ về ngày tháng năm sinh nè, lịch tiêm ngừa và lịch tẩy giun của các bé. Cuối cùng là combo quà tặng mà shop sẽ gửi cho các bạn khi các bạn chọn mua cuốn ở shop mình. Chi phí để sở hữu một bé bundle T cấp như thế này là, bạn nào thích thì liên hệ với shop mình nhé.